Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bất động sản bất động, cá nhỏ ngỏm hàng loạt, cá gộc thì ngắc ngoài, Nguyễn Thanh Nghị hỏa tốc giải cứu. Thị trường bất động sản của Việt Nam đã trương bong bóng từ nhiều năm qua. Giá nhà đất đã bị thổi lên liên tục và ngày càng xa với tầm với của người dân lao động cũng như người dân cả nước. Trước đây khi nhà nghèo còn có thể dành dụm mua căn nhà nhỏ, ngày nay gia đình trung lưu phải rất khó khăn mới mua được nhà. Nguyên nhân là lợi ích nhóm tập trung vào bất động sản. Từ đầu năm đến nay đã có 800 doanh nghiệp bất động sản giải thể. Thị trường chứng khoán được xem là nơi đầu tư an toàn vì nó được điều hành bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ấy vậy mà chuyện lùa gà lừa đảo đã diễn ra nhan nhản trên cả thị trường trái phiếu lẫn thị trường cổ phiếu. Năm ngoái hàng loạt đại gia bị bắt vì lùa gà rồi chiếm đoạt. Những người như Đỗ Anh Dũng, Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết là những người đã bị lộ. Còn những người chưa bị lộ thì sao đây? Vẫn còn nhan nhản ra đó, rồi cũng có lúc họ sẽ bị lộ mà thôi. Việc thổi giá bất động sản đã giúp cho các đại gia giàu nhanh, nhưng cũng chính là kiểu phát triển kém bền vững này cho đến lúc thị trường bất động sản quay lại quật các đại gia. Giá nhà đất bị đẩy lên quá cao ngất ngưởng, vượt xa tầm với của người dân, thì tất nhiên người mua sẽ quay lưng. Không quay lưng cũng không được vì muốn mua nhà để ở, cũng có đủ tiền để mua đâu. Bất kỳ sản phẩm nào cũng cần có người sử dụng sau cùng. Các đại gia bất động sản sang tay cho các con buôn lướt sóng và cứ như thế, con buôn này sang tay cho con buôn kia, hùa nhau đẩy giá nhà lên rất cao. Cho đến khi nhà cần bán ra cho người sử dụng để thu hồi vốn, thì giá của nó đã vượt quá xa tầm với của người tiêu dùng, nên chẳng ai mua nổi. Giá nhà hiện nay cao đến mức nhiều người đầu cơ chấp nhận giảm sâu đến 2 hoặc 30% so với giá mua mà cũng không bán được, bởi giá như thế vẫn còn quá cao so với người có thu nhu cầu thực sự. Trước đây các đại gia thường hay bắt tay nhau để mà thổi giá kiếm lời, thì giờ đây giá nhà cao chồng trở lại các đại gia. Đó là điều tất yếu. Theo thống kê thì có gần 800 doanh nghiệp bất động sản giải thể từ đầu năm cho đến nay. Những doanh nghiệp trong nhóm này đa phần là vừa và nhỏ. Hiện nay tình trạng doanh nghiệp bất động sản chết vẫn liên tục gia tăng, đóng cửa hàng loạt. Ngành bất động sản tình trạng cá ngỏm hàng loạt đang gia tăng. Đấy là tình trạng của những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Còn những doanh nghiệp tên tuổi thì sao đây? Những con cá gộc như Novaland, Hưng Thịnh vân vân hiện nay cũng đang thòi thóp. Novaland thì bị bệnh từ năm ngoái, kéo sang năm nay vẫn chưa thấy khá hơn. Vào ngày 3 tháng 8, ông Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo Bộ Xây dựng gửi báo cáo hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ đề cập cho việc tháo gỡ khó khăn cho loạt dự án lớn của Novaland, Hưng Thịnh. Nói chung, khi những con cá gộc ngành bất động sản mà dẫy chết hàng loạt thì rất có thể nó sẽ kéo theo nhiều lĩnh vực khác cũng sụp đổ, ví dụ như ngân hàng và thị trường chứng khoán. Nền kinh tế của Việt Nam là một nền kinh tế bệnh hoạn, nó được điều hành bởi bộ máy chính quyền bệnh hoạn. Với một bộ máy nhìn đâu cũng thấy ung nhọt, nhìn đâu cũng thấy củi lớn, củi nhỏ, lớp lớp, thì làm sao họ có thể quản lý tốt, có thể điều hành suôn sẻ nền kinh tế của đất nước trên 100 triệu dân này. Từ trong ý thức của thành phần cai trị, họ chỉ luôn nghĩ tới chuyện trục giật theo kiểu nhiệm kỳ. Không có một chiến lược dài hơi, trong bộ máy này ai ai cũng ăn. Họ ăn bất chấp, họ ăn bất kể sự khốn cùng của người dân, thì làm sao họ có thể khiến cho nền kinh tế này phát triển bền vững lên cho được. Ông Nguyễn Thanh Nghị đang cấp cứu cho các con cá gộc của ngành bất động sản. Nguyễn Thanh Nghị có hỏa tốc cứu các đại gia bất động sản thì cũng chỉ cứu được một thời gian ngắn. Với bản chất của chế độ này thì nền kinh tế Việt Nam nát như thế, âu cũng là một hợp lý. Đảng Cộng sản mà làm cho đất nước này phát triển bền vững mới là chuyện lạ, chứ còn phá nát nó thì không có gì lạ hết. Một đảng như thế thì làm gì khác hơn được, đâu mà kỳ vọng, để rồi lại thất vọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bất động sản, cá nhỏ ngòm hàng loạt, cá gộc ngắc ngoài, Nguyễn Thanh Nghị hỏa tốc giải cứu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trưởng là nạn nhân của loại tư pháp què quặt mang thương hiệu xã hội chủ nghĩa. Qua nhiều nguồn tin, cả nguồn tin công khai ra bên ngoài mà bàn dân thiên hạ ai cũng biết và cả nguồn tin từ bên trong do những người làm việc trong bộ máy chính quyền đưa ra, thì hình ảnh một nền tư pháp vận hành bằng tiền và bằng ý chí của kẻ có quyền hiện ra. Chỉ có ở Việt Nam mới có loại bán án bỏ túi, tức là loại án đã kết tội trước khi xét xử, do ý chí của kẻ có quyền bên trên ra lệnh. Bất chấp nhân chứng, vật chứng, bất chấp lập luận của luật sư có thuyết phục cỡ nào, thì bản án vẫn tuyên theo mệnh lệnh được ban ra trước đó. Nguyễn Hòa Bình, một khuôn mặt tiêu biểu cho nền tư pháp què mang thương hiệu xã hội chủ nghĩa. Từ vụ án chuyến bay giải cứu thì người bên trong cho biết vụ án bị thao túng bởi những đồng tiền chạy án từ những kẻ đã hút máu dân trước đó. Đấy là sự thật về nền tư pháp được gọi là tư pháp xã hội chủ nghĩa, nó què quặt như thế đấy. Được biết vào ngày 4 tháng 8, tử tù Nguyễn Văn Trưởng bị đưa đi thi hành án tử hình. Vụ án này được xem là một vụ án tương tự như Hồ Duy Hải. Kết luận gây tranh cãi của vụ án kéo dài hơn 8 năm đến nay đều chỉ ra những điều kỳ quặc của việc suy luận, cũng như những phát ngôn của Công an điều tra Hải Phòng, thể hiện quyết tâm tội tử hình cho bằng được. Một thanh niên đã từng viết lá thư kêu oan bằng máu của mình. Theo luật sư Hoàng Văn Quách, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người bảo vệ cho Nguyễn Văn Trưởng ở phiên phúc thẩm cho biết, tại cả tòa, cả hai anh em Trưởng đều khai bị đánh đập nên phải nhận tội. Các bản cung khai dưới chữ ký Trưởng đều viết chữ EC, tức là bị ép cùng. Hồ sơ vụ án có một số tài liệu bị mất, biên bản xác định thương tích trên người bị cáo Trưởng khi Trưởng về trại giam Trần Phú do giám thị trại lập có y sĩ trại giam chứng kiến nhưng không có trong hồ sơ. Hồ Duy Hải, một nạn nhân của nền tư pháp què quặt. Khi bị bắt, Trưởng bị tịch thu điện thoại, bị cáo và luật sư đề nghị cơ quan điều tra khôi phục lại cuộc gọi và xác định xem Trưởng có mặt tại Hải Phòng vào tối ngày xảy ra vụ án hay không. Yêu cầu này cũng không được thực hiện. Đôi dép, khẩu trang màu xanh và thanh đoản kiếm thu giữ tại hiện trường thì cơ quan điều tra không làm rõ là của ai. Quần dài và áo lót của nạn nhân là tang vật thu giữ, sau đó bị hủy mà không hiểu vì lý do gì. Quá trình tham gia vụ án, ngay từ giai đoạn điều tra, các luật sư đã bị công an thành phố Hải Phòng gây khó dễ, kéo dài thời gian cấp giấy chứng nhận cho bảo chữa, không cho tiếp xúc với bị can. Họ phải gửi đơn kiến nghị lên Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Phó Thủ tướng Chính phủ. Đấy là những dấu hiệu bất thường cho thấy phía chính quyền không tuân thủ đúng quy trình tố tụng hình sự. Sự yếu kém và cả những dụng ý bất minh đã khiến cơ quan tố tụng thọc tay vào bóp méo kết quả điều tra, ngăn cản những người đi tìm sự thật cho bị cáo. Ở khía cạnh này, vụ án Nguyễn Văn Trưởng không khác gì vụ án Hồ Duy Hải. Cách vận hành dựa vào quyền lực và tiền bạc của bộ máy tư pháp ngày một trắng trợn hơn. Hầu như không có hy vọng gì về một sự công bằng trong xét xử và điều tra cả. Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trưởng là hai nạn nhân được xã hội biết đến. Chắc chắn bản chất của nền tư pháp như vậy thì nạn nhân không chỉ có Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trưởng mà còn nhiều người khác phải chịu oan ức. Nguyễn Văn Trưởng, một nạn nhân của tư pháp què quặt. Một nền tư pháp độc lập thì sẽ hạn chế tối đa oan sai và mang lại công bằng. Còn nền tư pháp mệnh lệnh và duy ý chí như xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì vô cùng nguy hiểm. Người vô tội bị hàm oan, còn kẻ gây tội ác lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Điều nguy hiểm hơn nữa là loại tư pháp này không chịu cải cách, mặc dù luôn hô hào cải cách tư pháp. Bởi muốn cải cách thì phải độc lập tư pháp, phải loại đồng tiền và quyền lực ra khỏi tòa. Làm như vậy thì chẳng lẽ quan chức cạp đất mà ăn hay sao? Cho nên tư pháp cộng sản mãi mãi là như thế, không tốt lên được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trưởng là nạn nhân của loại tư pháp què quặt mang thương hiệu xã hội chủ nghĩa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de